Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 71. Sư phụ dẫn đến cửa, tu hành ở chính ta. Ngạn ngữ có câu: sư phụ dẫn đến cửa, tu hành ở chính ta. Sư phụ dẫn bạn đi vào cửa, tu hành về sau phải chính mình. Thành tựu ở tương lai là sự việc ở chính bạn. Sau khi sư phụ dẫn bạn vào cửa, bạn chân thật ở nơi trong kinh giáo, có được tâm đắc, khế hợp không rời, không sợ khó, không sợ gian khổ, chân thật, gọi là một môn thâm nhập, thì bạn sẽ có thành tựu. Ngộ, mỗi một người đều có chỗ ngộ. Có ngộ nhỏ, có ngộ lớn. Triệt ngộ, ở trong đồng tu chúng ta chưa có. Ngộ nhỏ thì rất nhiều. Ngộ nhỏ cũng có cạn sâu khác nhau. Ngộ lớn cũng là như vậy. Ngộ được sâu, ngộ được rộng, thì dựa vào cái gì? Dựa vào buông xả, hay nói cách khác, vẫn phải dựa vào trì giới, vẫn phải dựa vào tu định. Tu định không nhất định phải ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Định là gì vậy? Định là tâm thanh tịnh. Tu định hay nói cách khác, vọng niệm của bạn phải giảm ít đi. Hy vọng mỗi một năm giảm ít so với năm trước, mỗi một tháng giảm ít so với tháng trước. Vọng niệm ít rồi, trí tuệ liền hiện tiền. Vì sao vậy? Trí tuệ là chính bạn vốn sẵn có, không phải từ bên ngoài mà có được. Việc này các vị không thể không ghi nhớ. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sinh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, thấy đều có đủ, không thiếu bất cứ thứ gì, chỉ là bị phiền não che lấp, không thể lưu lộ ra. Cho nên phiền não nhẹ, nó liền lưu lộ. Nhẹ một phần thì lưu lộ một phần, nhẹ hai phần thì lưu lộ hai phần. Không phải nói sau khi phiền não thấy đều đoạn dứt thì trí tuệ mới hiện tiền, không phải vậy. Trí tuệ giống như một ngọn đèn, như cái đèn để bàn của chúng ta. Bởi vì ánh sáng của đèn quá sáng, chúng ta phải dùng giấy che nó lại, phải che rất nhiều lớp. Ánh sáng có lọt qua hay không vậy? Vẫn là lọt qua. Số lớp giấy mà bạn che càng nhiều thì ánh sáng của nó lọt qua càng ít. Số lớp giấy bạn che được ít thì ánh sáng của nó lọt qua càng nhiều. Trong tự tánh của chúng ta, trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ cũng là như vậy. Chỉ cần bạn phiền não nhẹ, trí tuệ liền hiện tiền. Không những trí tuệ hiện tiền, đức tướng cũng hiện tiền. Đức là năng lực, tướng là phước báo, hãy đều hiện tiền. Không nên đi ngưỡng mộ người khác, cũng không nên đố kỵ người khác. Việc này mọi người đều bình đẳng như nhau. Họ có trí tuệ, họ buông bỏ nhiều, phiền não của họ tương đối nhẹ, cho nên trí tuệ của họ nhiều hơn so với ta. Đạo lý chính là ngay chỗ này. Nếu ta tiếp tục có thể buông xả, thì ta có thể giống được như họ. A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Me.